Tỷ Phú mến chào tất cả quý cô chú ạ. Hôm nay Hùng có đất ở khu vực gọi là xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa. Thì đây là khu vực nhà máy đường Biên Hòa, Ninh Hòa. Thì 4 hectare rưỡi này với diện tích là đất trồng cây hàng năm và đã có quy hoạch 1/500. Đó, thì vị trí của đất này nằm ngay tại trung tâm ủy ban xã Ninh Xuân và nằm ngay cạnh là gạch, và cách nhà máy đường của mình đây thì tầm khoảng 2 đến 300 mét thôi. Đó, thì hôm nay Hùng muốn review và giới thiệu đến nhà mình cái 4 hectare rưỡi này. Thì lô đất này pháp lý rõ ràng, đầy đủ, chính chủ. Thì giá bán của cái lô đất này là 4,5 hectare này là chỉ có khoảng là 10 tỷ thôi, 10 tỷ cô chú ạ, bán trộm lợn 10 tỷ. Nếu mà bán lẻ thì 2,5 tỷ 1 hectare. Nhưng mà nếu mà bán sỉ toàn bộ hết luôn á là bán chỉ có 10 tỷ thôi. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ đang trên đường quốc lộ 26 này, Hùng đưa cô chú, anh chị và quý nhà đầu tư đi vào bên trong để mình xem cái lô đất này. Đó, thì xuất phát bên đây là đường quốc lộ 26. Đây là trung tâm hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân. Đó, và bên này là trạm y tế của xã Ninh Xuân. Đó, đây là đường trạm y tế xã Ninh Xuân, và phía trước của mình đây là đường hiện trạng bây giờ mới đang chuẩn bị mở rộng ra khoảng là 12 mét của chú ạ. Đó, bên đây là ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân đây. Đó, và đi vào bên trong lô đất đây, pháp lý thì Hùng sẽ gửi sổ sách giấy tờ qua cho cô chú muốn xem. Đó, từ đường quốc lộ 26 này đi vào bên trong khu đất thì tầm khoảng 200 mét thôi cô chú. Đó, hiện trạng bên đường người ta đang mở rộng và làm thêm các trụ rào này. Đó, bây giờ thì xã Ninh Xuân đã bắt đầu cho người dân cũng như là công ty rồi mở đường, mở xá rồi liên thôn, liên thông rồi rất là nhiều rồi. Đó, thì bây giờ đất đai ở đây bắt đầu phát triển, và vị trí ở đây tiềm năng là gần cụm công nghiệp. Từ đây lên cụm công nghiệp như là ủy ban và chợ thì rất là gần. Đó, sắp tới thì xã Ninh Xuân sẽ làm cái cụm công nghiệp là với vốn đầu tư của tỉnh Khánh Hòa là 340 tỷ. Thì vị trí đất mà Hùng muốn giới thiệu đến cô chú là ngay tại vị trí này. Đó, để Hùng xuống dưới Hùng review cho cô chú xem. Dạ, đây là con đường. Đó, đường này là đi thẳng xuống vị trí đây là 4,5 hectare. Và đây là con đường mà sắp tới là mở rộng khoảng 12 mét. Hiện trạng bây giờ ngay tại vị trí này thì khoảng 5 đến 6 mét thôi. Nhưng mà ở ngoài kia thì đang mở rộng khoảng 12 mét. Và bên cạnh đất của mình thì nó có cái nhà máy gạch như thế này. Đó, đây là thuộc xã Ninh Xuân. Ninh Xuân thì bây giờ dạo gần đây rất là hot, đất được rất là nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm ở đến khu vực này, bởi vì ở đây nó có cụm công nghiệp cô chú ạ. Đó, tiềm năng gần cụm công nghiệp với giá với tổng diện tích là 4,5 hectare, giá là 10 tỷ bán trộm lụm. Đây, bên đất của mình thì nó có cái mương nước như thế này. Đây là lối đi vào từ đường chính đi vào bên trong đất. Đây, rất là rộng, mênh mông bát ngát, 4 hectare luôn. Đây, ranh giới đầu tiên là lô đất của mình phía trước đây là kết nối từ vị trí đất đây. Đó, đi ra có cái đường này, đường đi kết nối với đường chính là đường kia, thì đi thẳng vào trong đây là đường vào trong đất. Thì có hai cái nhà đầu tư này đang đi xem đất này. Lô kia đúng không? Rồi. À. Đây ranh giới đất đây. Dạ thưa cô chú thân mến, bên dưới chúng ta chính là nhà máy đường Biên Hòa. Đó, nơi đây là có nhà máy, có xưởng và có cụm dân cư rất là đông. Thì Hùng đang cố bay một vòng xung quanh nhà máy đường cũng như là nhà máy lò gạch. Và trong tương lai thì dọc theo bờ sông này sẽ có cụm công nghiệp Ninh Xuân, trị giá là 340 tỷ của tỉnh Khánh Hòa đầu tư. À, thì bây giờ Hùng sẽ quay một vòng 360 độ cho cô chú xem. Đó, thì đây là khu vực bên dưới mình là một cái dãy bờ sông cái của xã Ninh Xuân, và dọc theo bờ sông cái này sẽ có cụm công nghiệp cô chú ạ. Đó thì cụm vào gần đây là đất ở Ninh Xuân Ninh Hòa rất là sốt, bởi vì gần đây sắp tới là quy hoạch cụm công nghiệp Ninh Xuân Ninh Hòa. Đó thì quy hoạch đã có rồi và chủ trương đầu tư thì cũng có rồi. Đó, thì chỉ cần khởi công mở móng nữa thôi là ok. Đó thì do trên đây là nơi sự lựa chọn của các nhà đầu tư, người ta về trên đây nên là xã Ninh Xuân gần đây rất là hot hòn hot. Đó, thì hôm nay Hùng sẽ bay live cam, Hùng review giới thiệu chi tiết cụ thể. Ở phía trước của chúng ta đây là con đường mà đi thẳng vào trong đất. Đó, ngay chỗ đây là cái nhà máy đường. Là thì cái lô đất của chúng ta từ vị trí nhà máy đường Biên Hòa này đi vào bên trong thì rất là gần. Đó, thì lúc nãy Hùng cũng đã đi dưới mặt đất cho cô chú cảm nhận được rồi. Thì bây giờ Hùng sẽ đi trên trời để cho cô chú ngắm nhìn toàn cảnh. Đó, cô chú nhìn xa xa phía trước kia chính là vị trí lô đất của chúng ta. Đó, thì Hùng sẽ hạ cánh đi từ từ xuống. Đó, bên dưới đây là con đường bê tông. Đó, đường này là đi qua thẳng, nhìn thẳng là đi thẳng vào trong đất luôn. À, thì để Hùng minh họa cho cô chú dễ dùng nha. Và phía trước của chúng ta chính là đường quốc lộ 26, hướng đi lên trên là hướng đi Đắk Lắk và hướng đi xuống dưới là hướng về trung tâm thị xã Ninh Hòa. Thì bây giờ đây Hùng đang ra tới đường quốc lộ 26 rồi đây. Đó, và đây phía trước của chúng ta là trạm y tế. Đó, đây là trạm y tế của xã Ninh Xuân, và bên cạnh trạm y tế của chúng ta thì có cái ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân, và ở giữa thì chúng ta có con đường đi thẳng vào trong đất với khoảng cách là 300 m. Và Hùng sẽ bay từ vị trí này lên, ngay tại đây là cái chợ Ninh Xuân hiện tại là đang mở mới. Đó, Hùng sẽ bay từ đây vào trong cái chợ Ninh Xuân đây. Đó, đây là cái chợ Ninh Xuân người ta đang làm này. Lúc trước là chợ tạm nhưng mà bây giờ sẽ là xây chợ kiên cố luôn. Đó, vị trí đất của chúng ta là gần chợ, gần trường, gần trạm y tế. Đó, Hùng sẽ bay một vòng xung quanh chợ Ninh Xuân cho cô chú xem. Đó, Ninh Xuân Ninh Hòa là xu hướng phát triển theo là cụm công nghiệp và công nghiệp. Thì nơi nào có cụm công nghiệp thì nơi đó sẽ có công ăn việc làm cho người dân bản địa cũng như là người dân ở xa. Và khi mà người dân có tiền, có đất, có đi làm có tiền thì chắc chắn họ sẽ có phát sinh nhu cầu mua đất. Đó, thì nếu có cụm công nghiệp thì giá đất mình đầu tư Hùng tin chắc là sẽ có sự phát triển cũng như là sự tăng giá. Đất dù tăng ít hay là tăng nhiều thì cũng là có tăng, nhưng mà nó sẽ có một câu chuyện là cụm công nghiệp thì giá đất của chúng ta nó mới có thể tăng được. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ bay tới một vòng. Bên dưới chúng ta là nhà máy gạch của xã Ninh Xuân Ninh Hòa, và Hùng sẽ bay tới một vòng ngay tại đây, dạo một vòng trên nhà máy đường Biên Hòa để cho cô chú ngắm tận mắt, biết rằng là vị trí đất của chúng ta nó rất gần với lại nhà máy đường Biên Hòa này. Đó, nơi đây sẽ có nhiều công ăn việc làm và hứa hẹn sẽ tiềm năng cho công nhân, cũng như là khi người ta có tiền thì ta sẽ mua đất thôi cô chú. Đó, đây là nhà máy đường Biên Hòa ngay tại cụm công nghiệp Ninh Xuân đây. Ở lộc ngay tại ủy ban trung tâm xã Ninh Xuân. Chúng ta mua đất thì nên chọn vị trí là gần dân cư và trong dân cư, và đặc biệt là gần trung tâm, gần ủy ban xã, thì với những vị trí như thế này là tương lai chúng ta sẽ mua đất dễ chuyển đổi hơn, chuyển đổi mục đích sử dụng nó dễ dàng hơn. Thì đất của chúng ta hiện tại vẫn là đất trồng cây hàng năm và quy hoạch toàn bộ là đất ở, thì trong đó nếu mà nhà nước có thể là lấy gần một nửa để quy hoạch làm trung tâm hành chính, ủy ban xã đồ. Nhưng mà nếu mà giá đền bù của nhà nước thì bây giờ đã rơi vào khoảng là 120k cho đến 150k một mét. Đó, thì lúc đầu thì anh chủ anh giao cho Hùng là 10 tỷ lúc mà cái trạng thái mà Hùng đang đi bộ và ngồi trên xe ô tô á. Nhưng mà bây giờ, thời điểm bây giờ thì ảnh đã đổi ý, ảnh muốn là xuống 8 tỷ. Đó, 8 tỷ giá có thương lượng cho mình. Thì nãy Hùng có nói 10 tỷ thì bây giờ Hùng xin phép được chỉnh sửa lại là 8 tỷ nha cô chú. Đó, đó thì Hùng bay từ vị trí là đầu đường quốc lộ 26 với lại ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân và trạm y tế xã Ninh Xuân, bay từ đó đi vào trong vị trí đất của chúng ta. Thì ngay ở đây có một cái nhà máy gạch, thì xung quanh cái nhà, xung quanh đất của chúng ta, gần kề đất của chúng ta thì có cụm dân cư. Đây là khu dân cư Bàn Cờ, vị trí người dân sống rất là đông đúc và sầm uất cô chú. Đó, thì đây chính là con đường đi vào tiếp nối với cái đường bê tông 5 m đây, thì đi vào trong đất của chúng ta. Hùng sẽ hạ thấp xuống, đi từ từ vào, ngồi vào trong. Đó, thì cô chú quan tâm cái lô đất này thì hãy nhanh chóng gọi cho Hùng theo số điện thoại trên màn hình là 0902 227 181 để được tư vấn, và Hùng sẽ cố gắng đàm phán giá đầu tư tốt nhất cho cô chú đầu tư lô đất này. Nếu mình sau này mình quy hoạch lên toàn bộ đất ở và giá trị của nó chắc chắn sẽ tăng lên, và lúc đó giá bán của chúng ta cũng sẽ tăng, và tương lai có thể quy hoạch là phân lô ra nhiều lô. Đó, thì mỗi lô như vậy rơi vào khoảng mấy trăm mét là bán dễ trôi luôn cô chú. Thì cảm ơn tất cả cô chú, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất về nhà đất cụm công nghiệp Ninh Xuân, Ninh Hòa.